cơ sở hiện đại cùng với các hệ thống phòng tập, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe tại tòa nhà 22 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Margarims Việt Nam, công ty sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như 25 Fit Duy Tân, Lê Siết Premium, Margarims Luxury Spa, Mashi by Huyền Huyền. Margarims Việt Nam đã và đang trở thành một thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe uy tín của nhiều khách hàng. Từ dịch vụ cho các quý ông tập luyện EMS, tập luyện kích thích cơ bắp bằng xung điện, tập gym private 1-1 với PT, đến những dịch vụ chiều lòng các chị em như spa đắp mặt thảo mộc, làm nail và nối mi, hay tập nhảy với phòng tập cao cấp. Tất cả chỉ có tại 22 Duy Tân, thiên đường chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Với 25 Fit, quý khách sẽ được trải nghiệm công nghệ kích thích cơ bắp bằng xung điện, hiện đang là một xu hướng mới, tiết kiệm thời gian và đem lại hiệu quả gấp 4 lần, chỉ với 25 phút mà hiệu quả như 3 giờ tập luyện. Nếu bạn không thích ồn ào và muốn riêng tư hơn, thì gym private có lẽ sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Đầy đủ các trang thiết bị của phòng gym truyền thống, đây sẽ là nơi giúp bạn xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng, lấy lại năng lượng và sức khỏe để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Là một người quan tâm đến sức khỏe và làm đẹp, tôi chọn Margarims Việt Nam để đồng hành trên con đường trở nên hoàn mỹ. Margarims Luxury Spa sẽ mang lại một hành trình thư giãn đích thực. Bạn sẽ được trải nghiệm những liệu pháp tinh túy giúp giảm căng thẳng, làm dịu tâm trạng và trẻ hóa cơ thể. Hãy để đội ngũ các chuyên gia chăm sóc và nuôi dưỡng bạn đưa bạn vào một thế giới của sự yên bình và hài lòng. Với tất cả các dịch vụ ở đây, tôi đều cảm nhận được sự khác biệt. Từ nguyên liệu, phương pháp đến các bạn nhân viên, tất cả đều đọng lại trong tôi 2 từ: tuyệt vời. Với Margarims Việt Nam. Đến với Margarims Việt Nam, tôi đã tìm được cho mình một nơi có tổng hợp các dịch vụ về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho bản thân, là nơi tôi dừng chân sau mỗi lịch trình bận rộn của mình. Đến với Margarims Việt Nam, tôi không chỉ cải thiện được cho mình về dáng vóc, da dẻ, mà tôi còn có được một tinh thần và sức khỏe tốt hơn. Tại 22 Duy Tân, chúng tôi đồng hành cùng bạn trong hành trình chăm sóc bản thân và tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Với các dịch vụ tuyệt vời và không gian sang trọng, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm vượt trội và đáng nhớ cho mỗi khách hàng. Niềm vui của khách hàng chính là thành công của nhân viên Margarims Việt Nam. Trải nghiệm sự tinh tế và đẳng cấp tại 22 Duy Tân với Margarims Việt Nam.